Thì bên này tao tính hết rồi một thay thay hay vô mình đã lựa cho anh chưa review luôn thay thay cho nên cần chủ đặt bán này là thơm mạnh đấy thì nét có cái tay nhà chat tay nhiều đồ rồi bên này tính muốn để lựa cho nó là hay là phê vô mà anh nhóm thời nhà cái đá là phê xui hero đang tạo ok thì thả sơ hero vẫn đang mạnh đấy tao lại thay hết anh ấy nhóm mà hiện đi cái mình tên chỉ tụt tàu từ xa ấy chứ cho cha tao lại như đây mình chăm mày xui nhóm tên này nó thì mà xui nhưng mà nhóm ra ok hero thay pết nên tao nghĩ mày làm mỗi thợ ăn chặt đấy thôi nhỉ, cứ mỗi sẽ chơi chặt một cá tinh, cứ mỗi cái tinh hero tiếng ở sẽ bài chặt, cho mình chăm bài xui như thế, này, và tay hero khác những cái cho cha cái có cọt tinh miếng lại thu thay này, đôi chi hero BC để những tinh ở kê cà pì một xong mình xong ngày nữa, cứ miền trên rồi đi một cú là vào bài trắng tầm lại ta sang sập năm là đi, chứ cứ lại nó cứ thu thay mình tên nên còn tập chơi cao đi cơ mà nên là này ấy này có khi là mình hiểu đồ trong nhà nhóm chú lộ ok ai chẳng không thể ra sửa cái mình mà nó khí đó hay rơi thì mua này nó không có thuốc cư này không có chú ý đạt được lại phó còn bao nhiêu bao nhiêu đồ mới rồi nhóm thầy đồ nó mang tạo lại mà tại tạo lại được lại cho mang sân mà ok bận nhóm cơ tháo hết lại và phần thông viên xong rốt nhóm chú ý thuốc cao đi vụ vào nè hay rơi tiếp tiếp nhà khao nâng password cho lên máu chẳng bạch nhà password secondary được có bài thì mới thể nè hay đứng tin bay chỗ nào lên tụ sạp mà phò phò đứng bay cho bọn viêm mình bị số hàng cá tại gần ông ta Facebook để như là chúng ta tê nó còn lớn ở chúng ta chat nó còn một tour có bạn nó cá tinh độ này chẳng lại lên tụ sạp nó là bảy nghìn số hàng cá độ tinh hero nè trời mà mờ cái lẹ màu này đi ô tô mỏng á ô tô từ lẹ hero cho mỏng cái tận này hẹp mỏng lên cực ok này có thì chẳng làm bay của mỗi cá tê với chỗ tôi review ở nghĩa tại hero tại sai pram nó bị ai thì mấy lại ok chắc ai thêm mà tu hero cứ để tính các cứ nâng từ tu bàn từ ngõ đấy nâng này cấp đẹp man bùn bọc bờ ao bùn bọc bờ khao bùn bọc bờ chết cái cứ chết phải bài là thế nè hay chết cái chết đẹp bài bạc rót hay bột bạc bài bột bùn nè hay sập hấu cứ sập hấu thay sập hấu này tụ bây giờ hạn man tầm bay được phải là đã tại tại vì được bàn on phải làm đấy chẳng bị em tên chỉ là muốn đọc bài ok chỉ là muốn đọc bài mình nghe được hạn thế để đó đi sau nhóm thì sạch buôn bạc bóng cái nhóm hạt online đi bắp và bí OBS đâm bấy vì chỉ đâm bấy và bí và bí chế tất cứ hệ đó cứ bắp và bí mà chụp tam đó thì bàn thang cái crop tiền này này file mà cứ gọi theo file mà nó phải buôn và lại kế thành đồn phải OBS 35, TT 35, điểm mấy, point sẵn điểm mấy chất sập. Thật bất, bạp ní, đại y dân của em này, chẳng dường mưu tổ hai tớ, sau đó mình mãi, bê dường miên y dân phải thông ấy, ai thử đạt bạn, em. Chúng bố đêm hạt skill có cứ bạn bằng một bốn, để bé bạc bát cứ bằng một trăm bốn, bằng bốn rồi đọc mùi, nên là em mình tên. Ai thêm được trong hero trong cận miền cạn thì chỉ còn mà miền cạn thì cận miền cao số bằng bảy cạn sẽ làm đôi dụ ích ai môn nhưng mà học ích ai môn đó nè này anh ấy sẽ làm đôi dụ bán môn các bán mình sẵn bấy anh ấy đôi dụ áo clone miền bảy thì anh ấy tham tham lá dân trôn lên bán trôn mình sẵn âm phi bán này rồi mới được trôn tài số để bán này cho bán này nè cái áo cao mà chốt vì chốt chả chốt cao cứ chốt lại mình tên này tông mơn phò nhà này tông mơn phò để khá em tình đấy nè chẳng em point silver gặp phong dạ nhầm chạy cho làm chuyện y đó point silver gặp phong mình chạy mơn này cứ bằng bốn bốn phí đôi sai sắp này nè đập dù bí bạc mới đi tan tan vậy thôi đói 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 nhưng mà trong tiền đâm chú bị cái ăn bơ phải học gọi bàn tay nhưng mà chơi lên
ហេរ៉ូតម្លៃ65ដុល្លារនេះគាត់ផុសព្រីមគេយកព្រីមណាគាត់ផុសព្រីមគេយកព្រីមហើយមានតែទិញពីខ្ញុំហ្នឹងទិញបានតែ5ទីមានតែសុំទិញតគឺ70ដុល្លារដល់យុគ2ហ្នឹងនេះគឺលឿនមកនេះជាប្រភេទអាយធីមកក្នុងហេរ៉ូរបស់គាត់ទេចឹងហេរ៉ូនេះមានកដោភើមណាស់ណាអាយធីមតសំក្នុងហេរ៉ូនេះអូខេខ្ញុំតទៅមើលនេះសិនផលិតស្អប់ ខ្ញុំបាត់ដឹងមិនអីនិយាយច្រើនតិចស្អកកស្អករត់រត់ក្អកផែមកយ៉ាងនេះវាដូរអាកាសធាតុពេកប្រសាយលោតដែលបានលើកឆ្នាំថយមានតែ3000ទេអូខេអ្នកនរនេះអញ្ចឹងចំពោះការរីវ្យូហេរ៉ូនេះបើយើងសរុបជារួមមកគឺអាចទិញគាត់តម្លៃ45នេះហើយនឹងសុផោថ្មីនៅជីនិមូនអញ្ចឹងបាត់ខ្ញុំហ៊ានដាក់តម្លៃគាត់ដល់ 45 ล้านไอ้เรียบก็คือประเมินตามปอนด์ได้แบบ85ถึงไฟถึงอ๋อคืออย่างไอ้เลนบ้านนั่นนะโอเคจังบ่าซั่นจะการไหนเนี่ยต้องจับอารมณ์ជាមួយนึงเฮโร่นึงมีตลาดไหน 45 ล้านนี่เนี่ยคนที่อาจเธอการคอมเมนต์กับกราฟวิดีโอคือมันก็ชันของเพลงราเซอร์ดัมปิ้งระบายถวดการติ้งเฮโร่ในบ้านนะไอ้ยังก็ท่านี่จะเอาไว้เนี่ยย้อมจังเสียแต่เนี่ยต่อคนนี้นะโอเคอากอนจังสำหรับวิดีโอนี้มีประมาณนั้นนะโอเคอากอนบ๊ายบาย